Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 5.000 đồng token IB full bia. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 50 tỷ, đã có 1.123 tài khoản holder đã phát sinh 2.175 giờ sau đó nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop nhé. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả bên đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái hai bước hướng dẫn chấm cho website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví số để lấy lọc của các bạn nhé. Bạn thêm vị trí tất cần nào vào ví giúp mình. Ký hiệu Ember số tất cần 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm tất cần nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ tất cần vào ví, các bạn quay trở lại website claimaroad.net tìm tới bước 2. Nhấp vào link rút gọn đây để nhận tất cần nhé. Và bạn chẳng quá một tí khác thì mình đã claim được rồi. Thì sau khi đã vào được website thì các bạn tìm tới cái nút claim thôi. Và claim thì các bạn sẽ nhận được 5.000 đồng token EIB nhé. Để không mất thời gian các bạn chờ đợi trong thời gian chờ đợi. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nhé. Để cập nhật những dự án biến phí phần thưởng token mới nhất trên nền mạng bài lần dưới trên nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.